Phải nhắc Đừng đi, nghe Cộng sản ông nói, nói là nhìn Cộng sản làm. đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy xem những gì Cộng sản làm. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Vậy thì quá thế kỷ rồi nó có thay đổi đâu, nó vẫn cứ nói là thằng trước đi. Bác đã nói rằng thay nhau qua biết của dân thôi, mặc dân nói rách xác sơ chúng nào. Một cái bài thơ bác đã chơi một câu như thế rồi, nó có còn gì nữa. Mà Bây theo 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 bác thì cái dân chủ, cái nhân quyền đa nguyên nó quan trọng không nhân quyền đa nguyên ạ? thì nó rất là quan trọng. Quan trọng cái này, bây giờ các cháu phải lên hiểu như này nhá, tức là một cuộc chạy đua nó phải có nhiều người chạy, có đúng không, thì mới biết à cứ này chạy giỏi. Thế nhưng giờ đi bê đá nó đâu, xong Cộng sản nó chạy thôi đi, nó chạy nó lại chấm thì tức là ngu cũng thành tài, Đúng rồi từ ạ. thi từ chấm thì ngu thành tài. Bác cũng có cái bài thơ đấy, nói là Vâng ạ. có hết thì không phải không Có tí nó qua nhà bác lấy thơ. vậy thì làm cái gì cũng thế, phải có Có nhiều người cạnh tranh. cạnh cạnh canh. Bây giờ ra thị trường nó phải cạnh tranh nhau Đúng rồi. thì nó mới có cái hàng tốt. Hàng bây giờ cứ bảo là hàng là tốt, nhưng mà thực tế ta dùng nó là không tốt. Mình nhìn kia đó, ông này của nó là tốt hơn, người ta dùng của ông này quá. Thế nhưng bây giờ đọc một thằng Cộng sản thôi đi, làm thế nào Nhưng mà bây giờ nó lại có cái là nhiều đứa nó lại bảo là nếu mà đa đảng ấy thì lại loạn ấy. à không, cái việc loạn hay không loạn là Là pháp luật thôi. do luật, có thi hành cái luật Đúng rồi, công dân người ta có chứ không thể là loạn được. thượng tôn pháp luật hay không chứ làm sao loạn được. Đấy, không thể loạn được. Thằng Mỹ nó loạn đâu. Đúng rồi. Bây giờ cả thế giới nhá, những nước nào đi theo con đường của Mỹ, mà tổng thống Mỹ đầu tiên nó tuyên ngôn độc lập đấy, chính Hồ Chí Minh. Còn phải nhắc lại câu đấy chứ, có phải Hồ Chí Minh có tài để nghĩ ra câu ấy đâu. Con người sinh ra đều có quyền bình đẳng là của tổng thống Mỹ đầu Đúng tiên đấy, rồi, vâng ạ. chứ không phải của ông Hồ nhé. Đấy, Rồi. thế cho nên rằng ta phải nói với nhau này, thằng Nhật nhá, nước đất nước Nhật bị Mỹ như thế, nó cả hai quả bom nguyên tử với đại chiến thế giới thứ hai đấy, nó còn tàn nát rồi, dân nó đói đấy, nhưng là vẫn đi theo con đường của Mỹ. Dân nó thế nào rồi? Bây giờ kinh tế là đứng thứ nhất thứ nhì ở cái thế giới rồi nhá. Thằng tức là bán đảo Triều Tiên thì thằng Hàn Quốc và thằng Triều Tiên à. Vậy mà thằng đi Mỹ thì bây giờ dân Hàn Quốc có thế nào, không những văn minh lịch sự mà nó giàu, nó còn cứu cứu trợ cho cái người dân ở Bắc Triều Tiên, nó còn cứu trợ cho mà ăn đấy chứ không còn chết đói chứ. Đó. Thế nhưng mà cái thằng Bắc Triều Tiên đi theo Cộng sản thì bây giờ thế nào đấy, dân đói rách trước bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ ta mới lại phải khẳng định với nhau nói một câu này đó nhá, phải khẳng định nói câu này. Trước năm 1975 nhá, trong miền Nam của nó đã có cái gì rồi, tivi, xe máy, có đúng không? Người dân ở trong nó giàu như thế nào, ngoài miền Bắc cái xe đạp nó còn cung cấp cho cán bộ, không có cán bộ dân mình không được mua, dân mình bắt đầu lại mua lại của những thằng cán bộ cung cấp. Mà đó, bây giờ mà nhà nào mà có mua được độ hai xe đạp cũ rồi, phải nói là cũng khá lắm rồi đấy. Chắc bằng mấy cái Trong ô tô Nam rồi. mẹ nó đi xe máy từ đâu bây giờ rồi. Thế cái đài thì để cái đài nó nghe bên trong nó đã có tivi và đài cassette, cái đủ linh kinh nghe lại rồi. Cuối cùng nó khi giải phóng người ta toàn mang ở ra nghe. Vậy là mình phải chốt lại một câu là Cộng sản nó dối trá, À, lừa thế nó gọi là toàn bộ nhân dân này. Thế cho nên Nó lừa hôm từ cái lúc nay sơ phải khai nói. đến tận thời điểm bây giờ luôn. Đúng rồi. Hôm nay mới là phải nói này. Tức là chửi Cộng sản trước mặt Lê Hải Dương công an, cô Lộc ạ. À. Thế